Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải. Là con thứ ba của vua Trần Thái Tông, Quang Khải được ban tước Chiêu Minh Vương từ khi còn nhỏ. Năm 20 tuổi, được phong làm thái úy, bắt đầu tham gia việc triều chính. Bốn năm sau, ông được phong thượng tướng và cho vào trấn giữ đất Nghệ An. Năm 1282, vương được phong làm thái sư, quán xuyến mọi việc lớn nhỏ của triều đình. Đó cũng là lúc nhà Nguyên Mông lăm le thôn tính nước ta. Trước nguy cơ ấy, triều đình phong Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn làm quốc công tiết chế, nắm giữ toàn bộ binh mã để sẵn sàng đối phó với giặc. Trần Quốc Tuấn là con của An Sinh Vương Trần Liễu, anh của vua Thái Tông, mà Trần Liễu đã từng có lần âm mưu cướp ngôi của em mình nhưng không thành. Nay triều đình giao cho Quốc Tuấn thống lĩnh toàn quân, nhiều người không khỏi băn khoăn. Song vị thượng tướng thái sư không hề phản bác quyết định của triều đình. Ông tự đặt mình dưới quyền điều động của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Năm 1285, Trần Hưng Đạo phái Trần Quang Khải vào trấn giữ Nghệ An và ông đã vâng mệnh. Ở Nghệ An, ông cùng lúc phải đối mặt với hai gọng kìm của địch. Toa Đô từ Chiêm Thành đánh ra, Ô Mã Nhi theo đường biển đánh vào. Dưới tài chỉ huy mưu lược của ông, quân ta đã chặn đánh, đẩy lui mọi cuộc tấn công của giặc. Toa Đô bất lực phải theo đường thủy rút quân ra Bắc. Trần Quang Khải tức tốc cho người ra Thanh Hóa, cấp báo với vua và quốc công tiết chế. Hay tin, Hưng Đạo Vương quyết định đánh chặn giặc ở cửa Hàm Tử, không cho Toa Đô về Thăng Long hội quân với Thoát Hoan. Nhiệm vụ chỉ huy trận đánh quyết định này được giao cho Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, cùng với Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản và tướng quân Nguyễn Quái. Nhật Duật đã đánh bại viên tướng hiển hách Bách Chiến Bách Thắng của nhà Nguyên, làm nên chiến thắng Hàm Tử lẫy lừng. Thời cơ tổng phản công đã đến, Trần Quang Khải được lệnh vua đem quân về giải phóng Thăng Long. Từ Thanh Hóa, ông cho đại đội binh mã theo đường biển tiến ra Bắc, tấn công thủy quân của địch đóng ở bến Chương Dương. Quân Nguyên chống không nổi, phải bỏ thuyền lên bờ tháo chạy. Trần Quang Khải đem quân đuổi đánh đến chân thành Thăng Long. Nhiều trận giao tranh xảy ra ác liệt. Bằng tài thao lược kết hợp với các đạo quân triều đình, Chiêu Văn Vương Trần Quang Khải đã có công lớn trong việc quét sạch quân Nguyên Mông ra khỏi bờ cõi nước ta.